Vâng, có thể nói là không khí ngay lúc này đang thật sự căng thẳng và mọi người đang tập trung chú ý rất nhiều đến vận động viên của chúng ta. Tiếng nhạc đâu rồi ạ? Đối với các vận động viên ban nhạc khi trình diễn cũng như là trong công việc của mình thì chúng ta cần thiết để tạo cho họ một không khí tốt đẹp hơn. Thì còn cái đề 2 phút nữa thì sẽ hết thời gian dành cho hội diễn đầu tiên.